Chị tên gì ạ? Mình tên là Phan Minh Hiếu, tên như con trai. Ai đã dẫn chị đến con đường YouTube? Là bố của mình. Bạn này hỏi là Quyết có thể chỉ bạn cách edit video giống mình không? Thật ra mình edit không giỏi mà cũng không biết chỉ. Nhưng trên mạng có nhiều video chỉ về edit cắt cắt lắm. Nên bạn có thể lên mạng tìm nha, chứ mình cũng không biết chỉ sao. Quyết ơi, tại sao có mấy cái đồ bị mất trong bưu điện vậy? Mình cũng không biết, hồi trước mình cũng bị mất đồ, hình như nó bị lỗi đồ hay sao à. Nhưng món đồ này mình lấy ở bưu điện hết nha. Cái nơ mình xin của con chó cute, mấy món kia bạn tìm kỹ vô sẽ thấy ạ. Làm sao để tuyết rơi dị Quyết? Đầu tiên lấy cái xe tuyết này nè, bật lên là nó ra tuyết xong rồi, để đâu cho có tuyết cũng được nha. Ngày xưa cậu từng là Adam Tủ với Tâu Cơ Bâu Cơ của tớ rất nhiều video như Trâm Anh về nước bơ la bơ la. Tớ hỏi vì sao cậu lại thay đổi chủ đề nhân vật và cách edit ạ? Ê bạn này dễ thương nè, lúc trước Quyết thấy cân tên video chán và cách edit cũng không cuốn, nên Quyết đã đổi rất nhiều thứ mới á. Mong bạn vẫn ủng hộ tớ a. Cảm ơn bạn. Quyết ơi, tôi thấy Quyết ít ra video quá ư. A hi hi, mấy bạn thông cảm, thi xong tự nhiên Quyết lười quá. Mấy bà muốn tôi flex điểm thi không? Toán không cao. Ủa Quyết chơi mốt rồi hả? Dạ không, cái này phờ gì đó ạ, vui quá trời. Quyết ơi, cam đâu rồi? Hiện tại mình lười làm ba nhân vật quá, nên tạm thời cam vẫn đi du học nha. Quyết ơi, làm một ngày trinh cuối tuần đi ạ, tớ tìm và đăng ký rồi. Ồ, bạn này cô ti, ở các tôi sẽ làm nho. Tắt màu đi ạ, hồi trước tôi có cơ dê một bạn trên mạng nhưng giờ là máu gốc nha. Bạn năm nay bao nhiêu tuổi vậy ạ? Đến sinh nhật mình là tròn 13 tuổi ạ. Bạn ơi, sao mình chơi lắc làm á? Tại vì tao cơ bầu cờ nó nặng, mất mình nhiều dung lượng mới chơi mượt nha.